xin chào mọi người, lại Linh đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với cả channel của Linh. Ngày hôm nay thì mình đang rất là muốn dọn hết sạch cái đống rác ở trong cái túi này đi. Chính vì thế thì bọn mình sẽ có một cái video empty haul cộng với cái quick review của Linh về tất cả những cái sản phẩm có trong chiếc túi này, xem nó có đáng hay là không đáng mua không sau khi mà Linh đã dùng hết sạch hình xanh tất cả chúng. Chính vì vậy thì bọn mình sẽ bắt đầu luôn vào với cả video ngày hôm nay nhá. Let's go. Ok, để cho việc phân loại rác của bọn mình trở nên dễ dàng hơn thì hạng mục đầu tiên đó chính là hạng mục với các sản phẩm cleansing. Và trước mặt Linh thì là ba sản phẩm thuộc loại nước tẩy trang nha. Nước tẩy trang Linh dùng rất là nhiều luôn, mọi người dùng như ăn luôn. Và Linh thực sự là không thể thiếu chúng ở trong tất cả các bước skin care routine được, bởi mình rất là đam mê về việc làm sạch da. Thì cái em đầu tiên mà Linh thích nhất từ trước đến nay đó chính là bạn La Roche-Posay Ultra Micellar Water Sensitive Skin. Bạn này thì sẽ phù hợp với cả mọi loại da, nhưng mà đặc biệt hơn với cả những cái bạn mà có làn da nhạy cảm giống như Linh, bởi vì trong này có không chứa tất cả những cái thành phần mà có thể gây kích ứng da với cả mọi người, kiểu không parabens các thứ, nói chung là những cái list mà mọi người đã khá là quen thuộc rồi. Anyway thì bạn này Linh cực kỳ rất là thích, bởi vì mùi của nó rất là thơm nhưng mà nó không gây kích ứng da của mình và nó làm sạch da rất là tốt. Thì bạn này luôn luôn là một trong những cái bạn top micellar water, các loại nước tẩy trang mà Linh yêu thích nhất. Thì bọn mình sẽ chuyển qua tới cả em micellar water thứ hai, giá của nó sẽ rẻ và ngọt ngào hơn một chút. Em này thì là L'Oreal Micellar Water 3-in-1 Deep Cleansing Even for Sensitive Skin. Nó sẽ có rất là nhiều cái công dụng khác nhau, kiểu vừa tẩy trang này, vừa tẩy cả những cái sản phẩm mà nó hơi dạng lâu trôi hơn một chút, và nó vẫn giữ cái độ ẩm trên da của mọi người. Nói chung là nhìn chung thì cả hai em này nó đều khiến cho da của mọi không bị căng khô rít và tạo ra cái cảm giác rất là thoải mái khi mọi người tẩy trang trên mặt á. Có điều bạn này khác là nó sẽ có bi-phase, tức là phần dưới thì nó là nước tẩy trang và phần trên thì nó là dầu tẩy trang. Mọi người dùng, mọi người lắc lên thì nó sẽ ra một cái dung dịch để mọi người có thể tẩy rửa một cách dễ dàng hơn, thế nên nó sẽ hơi có cảm giác nhờn nhờn hơn một xíu. Nhưng mà đến trong khoảng thời gian gần đây thì Linh cảm thấy là một vài cái loại mascara của Linh mà nó kiểu siêu lâu trôi ấy, thì bạn này sẽ không thực sự là lấy được ngay sau một lần swipe đâu. Kể cả đối với cả bạn của La Roche-Posay cũng vậy, thì Linh vẫn recommend mọi người sử dụng nước tẩy trang riêng dành cho mắt hơn, bởi vì nó nhẹ nhàng, nhanh gọn hơn, đỡ tốn thời gian hơn. Một bạn khác, bạn này thì thực ra vẫn còn một xíu nhưng mà nó hết hạn rồi, thế nên là Linh vẫn phải cho nó vào trong cái empty haul ngày hôm nay. Em này thì là sản phẩm nước tẩy trang mà Linh thấy là rẻ nhất sau hai cái loại mà Linh vừa mới review với cả mọi người. Tên đầy đủ của nó là Nivea Acne Care Micellar Oxygen Boost. Bạn này thì màu tím thì dành riêng cho những cái bạn mà có dòng da mụn cũng như là dễ bị lên mụn. Giá rất là rẻ nhưng mà dùng cũng rất là ok nha. Tẩy trang cũng rất là sạch và không thấy cảm giác bị kiểu căng hay là rát hay là rít ở trên mặt. Mặc dù vậy thì cũng tương tự giống như hai bạn này, nhưng mà bạn này thì cái khả năng mà để gột được cái những cái sản phẩm mascara lâu trôi ấy, nó sẽ còn thấp hơn hai bạn này hơn một xíu. Thế nên là em này thì Linh rất là recommend cho bạn nào mà nói chung là không cần phải make up quá là nhiều hoặc là make up vừa nhẹ thôi, cũng rất là ok đối với cả giá của nó. Thế nên là Linh vẫn recommend nếu như mọi người đang tìm ở một mức giá mà nó kiểu bình dân nhất nhá. Tiếp theo thì sẽ là một sản phẩm của Bobbi Brown. Mọi người biết thì Linh rất là thích các sản phẩm của Bobbi Brown, nhưng mà không phải là sản phẩm này. Nhưng mọi người nhìn thấy thì lọ này vẫn còn khá là đầy, nhưng bởi vì Linh không thích em ý, thế nên là em ý đã bị để vào một cái chỗ mà Linh không thể nào mà nhớ được. Thế nên là mình đã quên chúng cho tới khi mà Linh hết hạn. Tên đầy đủ là Bobbi Brown Makeup Melter and Cleanser, tức là nó sẽ vừa kết hợp giữa dầu tẩy trang, nước tẩy trang cộng với cả cleanser luôn, 3 trong 1. Nghe rất là amazing, và lúc mà mình dùng thì mình có khá là nhiều kỳ vọng, bởi vì nó sẽ tiết kiệm thời gian và mình không cần phải mua tất cả những cái sản phẩm lẻ tẻ như thế này để sử dụng trong chương trình skin care của mình, đúng không? Nhưng mà mặc dù vậy thì sau khi mà dùng xong á, thì Linh cảm thấy là mặc dù là gột xong rồi mình vẫn thấy nó hơi bị nặng dầu ở trên mặt, và mình cũng không có thích cái cảm giác khi mà nó massage ở trên da mặt của Linh nữa. Thế nên là bạn này thì Linh không recommend cho lắm nha. Quartz RX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Em này thì cực kỳ nổi tiếng ở trên mạng rồi, và bản thân Linh thì cũng là một người mà đã sử dụng những cái sản phẩm của Quartz RX, ví dụ như là toner AHA và BHA, đã trải qua với mình khoảng tầm 2-3 năm cho đến giờ mình mới kiểu dùng các sản phẩm khác ấy. Anyway thì có một lý do gì đấy mà khiến mình chưa bao giờ sử dụng thử sản phẩm này, mặc dù là nó rất là nổi, cho đến khi mà mình cuối cùng mình quyết định là mình khui cái tuyết này ra mình dùng thì mình thấy trời ơi, nó thật là đáng với tất cả những cái gì mọi người đã review trên mạng hay sử dụng buổi sáng giống như cái tên gọi của nó. Nhưng mà tất nhiên nếu như mọi người muốn thì
nhưng mọi người hoàn toàn có thể sử dụng vào buổi tối, tạo ra những cái bọt rất là kiểu vừa phải ấy, rất là nhẹ nhàng, cực kỳ là kiểu dịu nhẹ cho da luôn, để loại bỏ hết tất cả tế bào chết này, dầu nhờn, dầu thừa có thể thải ra ở trên da của mình qua suốt một buổi tối. Vậy nên là highly highly recommend em này cho những bạn nào mà thuộc làn da siêu nhạy cảm và cần một cái sản phẩm sữa rửa mặt mà không khiến cho da của mọi người cảm giác như là bị lột hết tất cả những cái dầu tự nhiên ở trên da đi nhá. Hàng mẫu tiếp theo sẽ là các sản phẩm toner và essence, và Linh chỉ có đúng hai em thôi. Đầu tiên đó chính là bạn Declare Supple Preparation Facial Toner. Bạn này dùng rất là lâu, một lọ 180ml và nó cực kỳ là cô đặc luôn ý. Đây là một trong những cái loại toner dưỡng ẩm mà cô đặc nhất mà Linh từng thấy. Em này thì Linh cực kỳ recommend cho những bạn nào mà thuộc làn da thường hoặc là nó hơi nhạy cảm một chút thì nó cực kỳ phù hợp, bởi vì trong này thì thành phần chiết xuất 100% từ thiên nhiên. Có những cái chiết xuất mà nó cực kỳ là kiểu quen thuộc, ví dụ như là chiết xuất từ rau má, thế nên nó sẽ giúp cho mọi người kiểu ngăn ngừa mụn viêm xuất hiện ở trên da cực kỳ là lành tính luôn ấy mọi người. Và Linh cực kỳ yêu bạn này trong những cái dòng của Declare, thế nên là highly recommend. Rồi tiếp theo thì là bạn I'm from Margaret Essence. Bạn này thì finally cái brand này cũng về Việt Nam. Mặc dù vậy thì trước đây thì bởi vì Linh là host của kênh With Trend TV, là kiểu mẹ đẻ của hãng I'm From này, thế nên là Linh đã dùng bạn này từ cực kỳ lâu rồi. Và đây là cái lọ mà Linh đã finish hết, chỉ còn một xíu thôi nhưng mà hết hạn, thế nên là Linh phải vứt. Em này thì khoảng tầm 160ml, và điều đặc biệt là em này được chiết xuất 100% từ nước ngải cứu với mọi người. Cực kỳ là yêu thích em này luôn. Bạn này đã nằm trong Best of Beauty 2020 của Linh rồi. Mỗi khi mà da của mình nó hơi bị kích ứng này, bị ửng đỏ, bị nhạy cảm, hay là do tác động của mặt trời, hoặc là do tác động do mụn gây ra, Linh cứ bôi em này thôi, cùng với cả một loạt các sản phẩm khác thuộc dòng Power Essence trong khoảng tầm 1 đến 2, 3 tối á, thì nó sẽ khiến cho da của mình nó dịu lại, nó bớt đỏ, nó bớt sưng, nó bớt tấy. Highly, highly recommend, cực kỳ tốt. Tiếp theo sẽ là thuộc hạng mục serum nhé mọi người. Nếu như mọi người đang tìm một cái loại serum mà nó có thể làm mờ vết thâm mụn của mọi người, cũng như là những cái vết thâm nám nhẹ ở trên da, đồng thời thu nhỏ lỗ chân lông, và mọi người không cần phải quan tâm đến việc là sử dụng nó thật là nhanh bởi vì sợ nó bị oxy hóa, thì trời ơi, Linh cực kỳ recommend bạn Google Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum. Em này thì có chiết xuất rất là khác so với cả những cái sản phẩm có chứa vit C khác mà Linh từng sử dụng, đó chính là chiết xuất từ 70% quýt xanh của đảo Jeju, cực kỳ dồi dào nguồn vitamin. Và điều mà Linh rất là thích của em này đó là nó ở trong thể trạng là serum á, thế nên là mình có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng mà mình không lo nó bị oxy hóa. Và cái tác dụng của nó nha, thì thực sự là có thể nhìn thấy một cách khá là rõ rệt sau khoảng tầm 2 đến 3 tuần, đặc biệt là với cả những cái vết thâm mụn mới. Em này thì thực sự không quá là đắt đâu nhá mọi người, cũng có hàng chính hãng ở Việt Nam rồi. Nếu như mà săn sale các thứ thì mọi người hoàn toàn có thể mua chúng với khoảng tầm dưới 600 nghìn cho một lọ như thế này. Và em này cũng là một trong những cái best seller của Olive Young ở bên Hàn, là một cái chuỗi bán những cái sản phẩm beauty cực kỳ nổi tiếng của Hàn rồi, thế nên là highly highly recommend em này. Đối ngược với cả em này thì là một em khác thuộc một nhãn hàng mà thực ra là Linh rất là yêu mến, ngoại trừ em này, đó chính là bạn La Roche-Posay Pure Vitamin C 10. Như cái tên của mọi người nhìn thấy thì bạn này sẽ có 10% vitamin C nguyên chất ở trong này. Cái packaging của nó sẽ khiến cho sản phẩm nó bị oxy hóa khá là nhanh. Như mọi người nhìn thấy thì một phần còn đọng lại ở trong cái dropper này của Linh á, nó không còn sử dụng được nữa rồi, không có dùng hết được, khoảng tầm dùng được một xíu, hết hạn mất rồi. Thế nên là Linh cảm giác là mình không có trải nghiệm một cách xuyên suốt với cả em này được lắm. Maybe em này thì Linh sẽ put nó on hold, bởi vì Linh thực sự là có rất là nhiều các sản phẩm yêu thích của La Roche-Posay và mình cũng có niềm tin vào em này. Thế nên là một hôm nào đấy mình sẽ thử mua lại và test lại em này cho mọi người xem. Nhưng tạm thời nha, tạm thời thì bọn mình sẽ put a pause. Em này Linh chưa có recommend lắm. By Which Trend có tên là Polyphenols in Propolis 15% Ampoule. Em này thì là Ampoule nhưng mà thôi, bọn mình cứ xếp luôn vào Essence nhé, bởi vì nó là một cái phân khúc ngay sau Essence thôi. Anyway thì bạn Ampoule này thì nó có 15% cái hoạt chất rất là cô đặc, được chiết xuất từ kiểu keo
ong. Và keo ong thì nó cực kỳ tốt và rất là hiệu quả trong việc là bọn mình trị viêm này, cũng như là điều hòa những cái làn da mà bị da mụn, đặc biệt là mụn sưng viêm nữa. Thế nên là khi mà sử dụng em này á, thì bọn mình sẽ giúp cho những cái phần da đang có vấn đề đấy nó được hồi phục nhanh hơn, nó đỡ bị kiểu sưng tấy đỏ hơn. Và ngoài ra thì trong này cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm khác mà nó có thành phần giúp cho bọn mình có thể dưỡng da, khiến cho da của bọn mình vẫn được điều hòa trong cái quá trình mà bọn mình chống viêm cũng như là điều trị viêm trên da. Nên là Linh cũng khá là recommend em này cho những bạn nào mà thích những cái sản phẩm skincare thiên hướng của Hàn hơn nhé. Tiếp theo là phần mình rất là yêu thích, đó chính là các sản phẩm moisturizer dưỡng da. Cái lọ mà Linh kết thúc trong thời gian gần đây nhất nha, đó chính là bạn Kiehl's Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Bạn này thì sẽ cực kỳ phù hợp cho làn da thường cho đến làn da dầu, nhưng mà Linh nghĩ là nó sẽ phù hợp với cả làn da dầu hơn, bởi vì cái cấu tạo dạng gel ấy nó cực kỳ dễ thẩm thấu vào trong da luôn. Trong này nó có cái thành phần có tên là glycoprotein, nói chung đại loại dịch ra tiếng Việt thì là đạm trong băng được chiết xuất ra từ những cái tảng băng đến từ nam cực các mọi người. Thế nên là nó có khả năng là chống lại tất cả những cái thời tiết khắc nghiệt nhất, cộng với cả những cái công thức của Kiehl's, thế nên là nó sẽ tạo ra cái độ ẩm cực kỳ là dồi dào. Linh cảm giác đúng là như kiểu mình bôi một cái gì cực kỳ mát ở trên da luôn, mặc dù là Linh không có thể để trong tủ lạnh. Và khi mà mình dùng á thì nó thẩm thấu rất là nhanh và nó cân bằng cái độ ẩm khá là tốt nha. Tiếp tới thì lùi lại, cái bạn này là một cái bạn cũng đã quá là quen thuộc rồi. Đây là I'm From Mugwort Cream, cùng dòng với cả bạn Mugwort Essence này thôi. Và điểm khác biệt duy nhất đó chính là bạn này thì chống 100% chiết xuất từ ngải cứu này, nhưng bạn này thì sẽ chiết xuất khoảng tầm 73.55% chiết xuất ngải cứu trong này thôi. Nó có tác dụng tương tự như em này và Linh cực kỳ yêu cái bộ đôi này cho những cái lúc mà làn da của mình nó siêu ẩm ương, đặc biệt là khi mà bị mụn sưng tấy hoặc là da bị kích ứng á, thì Linh chỉ có duy nhất sử dụng những cái bạn như thế này thôi. Mình cảm thấy cực kỳ yên tâm. Linh thấy là moisturizer nổi hơn của I'm From được mọi người biết đến nhiều hơn là bạn Mugwort này, đó chính là bạn Vitamin Tree Water Gel. Bạn này thì tất nhiên là nó cũng có khả năng là cung cấp độ ẩm cho mọi người thôi, nhưng mà nó kiểu cung cấp độ ẩm cách chuyên sâu. Trong em này thì nó có chiết xuất từ lá hắc mai biển đến từ vùng núi Taebaek ở Hàn Quốc, thế nên là nó có khả năng cung cấp cái độ ẩm cực kỳ là dồi dào luôn, và nó cũng không có chứa những cái thành phần gây hại cũng như kích ứng cho da. Thế nên là bạn nào mà cần một cái loại kem dưỡng ẩm ok la vào khoảng tầm mùa thu đông hơn, tất nhiên là mùa hè mọi người dùng xíu xíu thì không sao, nhưng mà mọi người hoàn toàn có tất cả các option này để lựa chọn. Biwis Trend Vitamin 75, Vitamin 75 Maximizing Cream. Bạn này thì nó có chứa 75% Vitamin Water được chiết xuất từ Sea Buckthorn Tree, là tương tự giống như là cái bạn Vitamin Tree kìa, nhưng mà Linh nghĩ là nó có chiết xuất chứa nhiều hơn cái thành phần từ hắc mai biển đấy nữa. Hơi kiểu na ná giống như bạn này, nhưng mà phiên bản nâng cấp hơn một xíu. Bạn này thì có chứa khoảng tầm 68% chiết xuất từ hắc mai biển thôi, trong khi bạn này thì có chứa là 75% chiết xuất từ nước hắc mai biển. Ngoài ra thì nó có những cái thành phần như kiểu vitamin E tự nhiên nữa, thế nên là nó là một cái nguồn độ ẩm cung cấp khá là dồi dào qua lại và dùng được rất là lâu. Cuối cùng đó chính là một bạn phần lip care. Lip care Linh chỉ có một bạn duy nhất thôi, đó chính là Laneige Special Care Lip Splitting Max. Bạn này thì trời ơi, đây là em dưỡng môi kiểu cực kỳ quốc dân mà ai cũng đã từng sử dụng và cực kỳ là yêu mến. Có cái cấu tạo nó rất là dày và nó sẽ khiến cho bọn mình có thể loại bỏ được cái lớp da chết ở trên môi, cũng như là hồi phục lại môi, khiến cho môi của bọn mình được căng mọng hơn sau đêm. Để mà Linh có mua lại hay không á, thì đối với cả bây giờ thì Linh nghĩ Linh không có mua lại chúng, bởi vì Linh không có cảm giác kiểu thích nó như ngày xưa nữa, và mình cũng không có nhu cầu tới mức vậy. Mặc dù vậy thì mình nghĩ là nếu như mọi người đặc biệt ở những cái vùng mà nó lạnh hơn, ví dụ như nước ngoài mùa đông chẳng hạn, thì em này vẫn sẽ là một cái trợ thủ đắc lực, nhưng mà không phải đối với Linh nữa, bởi vì bây giờ Linh ở trong Sài Gòn á, thế nên thời tiết của nó khá là nắng nóng và mình không cần cái độ ẩm trong môi nó kiểu cần dày tới như vậy, nên là bạn này thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà để mua lại thì Linh hiện tại không có nhu cầu. Kem chống nắng, và Linh có hai sản phẩm kem chống nắng ở đây cho mọi người. Đầu tiên đó chính là bạn Anessa Whitening UV Sunscreen Gel SPF 50 cộng PA 4 dấu cộng. Tất cả những cái sản phẩm kem chống nắng của Anessa thì Linh nghĩ là mọi người đã quá quen thuộc rồi, không có được quảng cáo nhiều, nhưng mà thực sự Linh rất là thích chúng hơn tất cả những cái loại mà kiểu nắp vàng các thứ ấy. Bởi vì em này á thì nó khiến cho mình có cảm giác như là mình đang sử dụng một cái loại kem dưỡng da hơn. Chính vì vậy thì Linh cảm rất là thích, bởi vì mình hoàn toàn có thể sử dụng nó mỗi buổi sáng
giống như một cái loại kem dưỡng ẩm và mình có thể dùng nó như một cái lớp lót trang điểm luôn cũng được. Rất là dễ chịu, mùi thì cực kỳ thơm luôn và nó không bị cái cảm giác là hơi kiểu như nhung nhung quá trên da ấy. Nói chung là nó thẩm thấu cực kỳ thích, thiên hơn một chút về dưỡng trắng cũng như là phù hợp với cả những cái làn da mà bị thâm nám hơn, ngăn ngừa cho da của mọi người khỏi những cái tác hại của tia UV. Thì nếu như mọi người đang cần tìm cái loại như vậy thì Linh nghĩ là cực kỳ recommend bạn Anessa Whitening UV Sunscreen Gel này, xịt chống nắng khác Linh mua, bởi vì Linh thấy là kiểu có đợt mình muốn review các loại kem chống nắng là lạ mà Linh ít khi sờ tới. Thế nên Linh có thấy bạn JM Solution Glow Luminous Flower Sun Spray, bạn này thì cũng có độ chỉ số chống nắng khá là cao và đại loại là em này thì nó có khả năng là chống nắng và khiến cho da của mọi người nhìn trông kiểu căng cũng như là trắng bóng hơn theo như là lời giới thiệu. Nó có mùi hoa hồng bởi vì nó có chiết xuất từ hoa hồng, Linh hiểu, nhưng mà cái mùi đấy khi mà xịt ra ấy là một cái mùi mình cảm thấy nó bị hóa học và nó khiến mình cảm giác không có gì ok cả. Cái mùi của nó thực sự là Linh cảm thấy không phù hợp, thế nên là Linh không recommend bạn này lắm nha. Cũng là một cái sản phẩm mà kiểu dạng mist nhưng mà không phải là kem chống nắng mà là xịt khoáng nha mọi người, của La Roche-Posay Cerol Zinc. Trong này thì nó là một cái loại nước khoáng giúp làm sạch và làm dịu da, bởi vì như mọi người thấy thì nó có thành phần là kẽm, thế nên là nó sẽ giúp kiểu như là giảm những cái tác hại của trên da do oxy hóa này, cũng như đặc biệt phù hợp với những bạn mà thuộc làn da dầu mụn giống như Linh, và nó cũng khả năng làm dịu những cái nốt mẩn đỏ hơn một chút. Là khi mà mình tập á, mình cảm thấy rất là mệt và kiểu cực kỳ nóng, kể cả có bật điều hòa đi chăng nữa, nhưng mà khi mà mình xịt em này lên á thì cảm giác như là sao nhỉ, nó khiến cho da của mình nó đỡ bị kiểu nhẫy hơn và nó khiến cho làn da của mình khi đang tập ấy nó được dịu lại một cách kiểu cực kỳ tức thì, khác với cả những cái loại nước xịt khoáng thông thường khác lắm nhá. Bạn nào mà hay đi tập các thứ này nọ thì Linh nghĩ là mọi người hoàn toàn nên cầm theo một cái chai nhỏ 50ml như này, xịt nhẹ một chút sau khi hay là trong khi mọi người đang tập thì nó cảm thấy cực kỳ là refreshing luôn ấy. Và em này thì Linh nghĩ là không có gì mà có thể chê được. Ok, hạng mục cuối cùng ở trong phần skincare của mình đó chính là các sản phẩm về mask. Và em đầu tiên mà Linh có trong tay là một cái hãng mà Linh không biết đọc như thế nào, Swissy, một cái hãng skincare cũng khá là nổi tiếng của Úc. Em này thì là Manuka Honey Detoxifying Facial Mask, dành cho da dầu hỗn hợp. Trong này thì có kiểu chứa charcoal cũng như là kaolin clay. Nói chung là nó chủ yếu là sẽ phù hợp với cả làn da dầu cũng như là dễ bị lên mụn. Và Linh nghe rất là nhiều lời khen của bạn này, thế nên là Linh đã mua với giá của nó không hề rẻ một chút nào cả. Nhưng mà khi mà dùng á, Linh chả thấy thích gì cả. Linh thấy nó cực kỳ là bình thường lắm mọi người. Và chưa kể là Linh có cảm giác là nó hơi khổ trên da của mình. So với cả ví dụ như là Innisfree Volcanic Clay Mask thì Innisfree Linh cảm thấy dùng cực kỳ thích luôn. Linh cũng không hiểu tại sao bạn này lại nổi đến thế. Linh thực sự là không recommend em này. Chốt lại là như vậy. Mask khác thì nó không phải là mask rửa mà nó là mask đắp. Em này thì có tên là Kina Nadeshiko Rice Essence Mask. Trong này thì là một cái túi nhỏ có chứa 10 miếng. Linh không còn cái miếng đấy trong này nữa bởi vì Linh đã dùng hết sạch rồi. Nhưng mà Linh cảm thấy là cái chất liệu cái mặt nạ này dùng nó khá là thích. Nó khá là chắc chắn, dẻo dai và không dễ bị rách. Và khi mà sử dụng bạn này này, đặc biệt là khi mà mình để cho trong tủ lạnh, em mình cảm thấy cực kỳ yêu mến luôn. Em này thì Linh nghĩ là cũng khá là nổi tiếng, là number one cosmetic, là một trong những cái website mà mọi người có thể rate về các sản phẩm beauty ở bên Nhật, rất là nổi tiếng cũng như là uy tín cực kỳ tốt luôn. Rồi và cuối cùng thì một cái bạn, nó không phải mask lắm nhưng mà nó, mình cho đại nó vào đây nhá. Em này thì nó là cái miếng hút mụn của Kors RX, tên đầy đủ là Acne Pimple Master Patch. Linh dùng Linh cảm thấy nó không có một cái tác dụng quái quỷ gì trên mặt mình luôn, nên nó không hút mụn cho mình, nó cũng không khiến cho những cái mụn sưng, mụn to, mụn đỏ của mình nó giảm đỏ và nó hút nhanh hơn cái mủ bên trong da sau một đêm. Thực sự là Linh cảm thấy không hiểu tại sao bạn này nổi tiếng, và nếu như mọi người đang dùng hợp thì ok, may mắn, nhưng mà Linh thử rất là nhiều rồi nhưng mà Linh cảm thấy không hợp, không recommend bạn này, Linh sẽ không bao giờ mua lại. Ok, ok, hàng mục tiếp theo của mình đó chính là những sản phẩm mà Linh sử dụng trong phòng tắm. Và đầu tiên trên tay Linh thì là một sản phẩm của Rate Green, có tên là Cold Press Tamanu Oil Soothing Scalp Pack với cả chất xuất từ mật ong. Bạn này thì có trọng lượng là khoảng tầm 200ml và trước đây Linh đã từng nhắc qua những cái sản phẩm của Rate Green rồi. Dầu Tamanu được ép lạnh, hữu cơ ép lạnh, thế nên là nó rất là phù hợp cho những bạn nào mà cần tìm những cái giải pháp dầu gội đầu nó thuộc cái xu hướng hữu cơ hơn, cũng như là nó giải quyết các vấn đề về tác dụng
các thứ này nọ thì em Tamanu này nó sẽ phù hợp với cả những cái triệu chứng như vậy trên tóc của mọi người. Bạn Tamanu Oil này thì cái dòng này mùi của nó thơm hơn thậm chí cả cái dòng avocado mà Linh đã từng dùng trước đây nữa, thế nên Linh cực kỳ thích cái mùi này. Em này thì nó không phải là quá rẻ nhưng mà cũng không phải là quá đắt so với cả những cái loại mà professional hair care khác, và nó cũng mang lại tất cả những cái tác dụng khá là tốt cho da, cho da đầu của mọi người cũng như là cho tóc của mọi người. Thế nên là Linh rất là highly recommend bạn Rich Green này nhá. Dầu gội khô của Chlorine là một cái nhãn hàng của Pháp rất là nổi tiếng. Nói chung là nó sẽ có hai màu, cái loại màu trắng thì là chất xuất từ oatmeal thì nó sẽ phù hợp để bọn mình kiểu làm khô cái da đầu cũng như là lấy bớt dầu thừa trên da đầu một cách nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà cái lọ màu xanh á, dành duyên cho da dầu ấy, thì nó sẽ có khả năng hút cái lượng dầu một cách kiểu xịn sò hơn một chút. Nhưng mà nói chung bình thường thì Linh thấy bạn này đã phù hợp với cả mình lắm rồi. Vẫn cực kỳ recommend những cái sản phẩm này của nhà Chlorine nhá. Rồi cuối cùng ở trong phòng tắm thì bạn này Linh cũng đã từng nhắc rồi. Đây là bạn Take a Pill Niche Collection Vitamin Perfume Shower Filter. Là một cái loại lõi để mọi người có thể lọc nước ở trong phòng tắm. Thường thì khi mà mọi người dùng đồ phòng tắm, mọi người thấy là không phải do tóc của mình vẫn kiểu hay bị rụng này, hoặc là kiểu các sản phẩm dưỡng da nó không được thẩm thấu và tốt, mặc dù là mình sử dụng những sản phẩm cao cấp chẳng hạn, thì đôi khi có thể nó do cái nguồn nước của mọi người sử dụng. Và cái em lọc nước ở trong phòng tắm này nó sẽ giúp bọn mình cải thiện những vấn đề đấy. Lõi này của Linh là lõi dùng rồi thì ở bên dưới này, sau một thời gian sử dụng khoảng tầm 3 tháng đối với một cái gia đình khoảng tầm 2 đến 4 người chẳng hạn tắm thường xuyên hàng ngày, thì sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó sẽ trở thành cái màu đen như thế này. Tức là nó cực kỳ nhiều bẩn luôn ý. Thì Linh mới thay trong phòng tắm rồi, khi mà còn mới thì cái lõi của nó sẽ màu trắng ở bên dưới. Thì Linh rất là thích bạn này, Linh dùng đi dùng lại quá là nhiều rồi. Mà cái mùi mà Linh thích nhất là mùi số 2 Blackberry and Bay. Highly, highly recommend, đặc biệt là tốt để sử dụng ở tại nhà đối với cả những bạn mà thuộc làn da kiểu siêu nhạy cảm giống như Linh và đôi khi hay bị kiểu dị ứng cơ địa. Hạng mục cuối cùng của mình có thì là hạng mục về phần make up. Thực ra thì nói thật là make up của mình thì rất là khó để có thể sử dụng hết được, bởi vì mình liên tục kiểu thay đổi son, rồi mình liên tục thay đổi các sản phẩm và dùng với cả số lượng nó khá là nhiều so với người bình thường. Và đây là hai em chị cái mà Linh cực kỳ recommend với cả mọi người, siêu tốt, nhưng mà cái phân khúc giá của nó khác nhau. Một cái thì giá đắt hơn, đó chính là bạn Benefit Cosmetic Precisely My Brow Pencil. Bạn này thì Linh vẫn sử dụng màu số 4 thôi. Linh đã review bạn này khá là nhiều rồi. Cái đầu ngòi của nó cực kỳ mỏng nhẹ và cái màu của nó cực kỳ phù hợp để mình có thể đánh lên, đặc biệt là sau khi mình sử dụng cái brow wax của Patrick Ta. Em này Linh cũng cực kỳ yêu thích rất là lâu năm, đó chính là bạn Eclipse Natural Slim Fit Auto Eyebrow. Linh nghĩ là mình không cần phải review về nó nữa, mình vẫn tiếp tục sử dụng là màu số 4 thôi. Và em này thì cũng có đầu chì ngòi thon, thế nên là rất là phù hợp để mình có thể phẩy lông mày này, cũng như là tạo cái dáng lông mày nó vừa chính xác nhưng mà nó vừa tự nhiên nhất. Thế nên là Linh cực kỳ recommend hai bạn này nha. Tiếp theo thì là bạn nước tẩy trang dành cho môi, đặc biệt là cái dòng son tint của Ophelia có tên là Lip Tint Remover. Bạn này thì Linh có rất là nhiều ở nhà, nó có giá khá là rẻ, mặc dù lọ của nó nhìn bé thế thôi nhưng mà mỗi lần mọi người sử dụng ấy chỉ cần một xíu thôi. Và em này thì cực kỳ là trợ thủ đắc lực của Linh cho những cái hôm mà mình cần phải swatch những cái dòng son tint lâu trôi bám lâu. Khá là recommend em này cho những bạn nào mà hay đánh son tint nhá. Đó chính là YSL. Linh cũng dùng gần hết rồi, may quá, nhưng mà nó cũng đã hết hạn rồi. Và đây là một trong cái dòng son mà mình cũng khá là yêu thích của YSL. Đây là một trong những cái dòng son đời đầu của YSL mà nó hơi thiên hướng là vừa lên sắc màu tốt này, màu sắc đa dạng hơn này, mà nó lại vừa là son tint nữa, vẫn mang lại hiệu ứng bóng. Thế nên nó có rất là nhiều kiểu các thứ 3-4 trong một. Tầm này thì dù sao là vẫn còn sản xuất, thế nên anh cảm thấy là anh có thể yên tâm cho nó vào thùng rác hơn. Và đó là tất cả những cái sản phẩm mà Linh đã sử dụng hết trong thời gian vừa qua và cho vào trong Empty House lần này. Đợt này Empty House của Linh nó hơi dài hơn một chút, bởi vì có những sản phẩm mà Linh đã sử dụng hết từ khá là lâu rồi nhưng mà mình để quên ở trong tủ và không cho vào những cái Empty House lần trước. Thế nên là mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cái series Empty House này. Nếu như mọi người muốn có đóng góp gì hay là chỉ muốn say hi với cả Linh thì cũng đừng quên comment ở phía dưới. Và nếu thích video này thì đừng quên nhấn like video, bởi vì điều đấy nó sẽ giúp cho video của mình rất là nhiều. Và Linh mong là có thể hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo. Đừng quên nhấn nút subscribe để bọn mình có thể gặp lại nhau một cách sớm nhất qua notification. Và Linh sẽ tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo trên channel của Linh nhé. Bye bye.